Hello các anh em, cuối cùng thì mùa hè đã kết thúc hoặc là gần như đã kết thúc, bởi vì ngoài Bắc ngày hôm nay thì mình thấy bắt đầu trời kiểu âm u, nó giống như kiểu trời mùa thu heo heo may ấy. Còn trong Nam thì mình như nào thì mình không rõ. Và vì thế trong cái chủ đề của video ngày hôm nay, anh em mình chắc chắn rồi, đã đến lúc chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị cho mình một số những mùi hương để sử dụng trong thu đông chuẩn bị tới đây. Và đó là cái chủ đề của video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến với các anh em top một vài chai nước hoa mà các anh em có lẽ là bắt đầu chúng ta nên tham khảo để chuẩn bị cho một cái mùa lạnh tới đây. Cái mùa mà chúng ta sẽ có rất rất nhiều dịp để anh em mình có thể thơm tho, để thu hút, để ghi điểm trong mắt mọi người. Đó, thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay, top những chai nước hoa sử dụng trong thu đông tới đây. Ok, chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn các anh em tham khảo đó là sản phẩm của nhà CK và nó có tên là One Shock. Đây là một cái câu chuyện mình thấy rằng khá là tiếc cho mùi hương của chai nước hoa này, bởi vì nó bị gắn một cái mác là sản phẩm của nhà CK, một cái tông mùi hương của fruity, của trái cây mix cùng một thuốc lá rất là ổn áp. Tuy nhiên mình thấy rằng nó vẫn bị kiểu như bị đánh giá thấp so với cái mùi hương của nó. Có lẽ là bởi vì đây là nó bị mang một cái danh nhà nước hoa có thể gọi là khá là không có gì quá nhiều là nổi bật CK, cho nên là nó không thể vượt lên được so với rất rất nhiều những chai thuốc lá khác. Tuy nhiên, nếu như anh em nào là newbie, là một người bắt đầu sử dụng nước hoa, là một người tài chính không quá là vững mạnh, chúng ta thích cái mùi hương thuốc lá, thì đây chính xác sẽ là một vũ khí ngon, vừa và rẻ dành cho các anh em sử dụng trong thu đông này, CK One Shock. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm đến từ nhà Salvatore Ferragamo và nó có tên Uomo Signature. Anh em nào thích tông da thuộc và chúng ta muốn có thêm một cái chất ngọt lẫn trong cái mùi da thuộc đấy, thì đây là cái sự lựa chọn hợp lý cho các anh em. Nói chung như mình vẫn nghĩ rằng cái mùi hương này nó thích hợp sử dụng trong mùa lạnh ở ngoài Bắc này hơn là ở trong Nam. Cho nên là nếu như các anh em ở trong Nam ấy mà quyết định mua chai nước hoa này thì nên cân nhắc kỹ. Bởi vì chai nước hoa này mình nghĩ rằng trong cái điều kiện ngoài Bắc này lạnh, thời tiết nó phải giống như kiểu nó có thể làm giảm bớt đi cái độ nồng và ngọt của da thuộc và đậu tôn ca, nếu như mình nhớ không nhầm, thì chúng ta mới có thể cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mùi hương này. Còn nếu không thì nó sẽ khá là nồng nếu như sử dụng trong điều kiện của oil trong Nam, nắng nóng trong Nam ấy, kiểu thế. Còn lại nếu như mà chúng ta ok, một mùi hương sử dụng trong các dịp cũng không bị quá giới hạn về độ tuổi đó, nhất là trong cái mùa đông lạnh này, thì Salvatore Ferragamo Uomo Signature cũng là một cái option giá cả hợp lý và mùi hương nó cũng khá là nịnh mũi. Cái quan điểm của mình đó, Uomo Signature. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà Chanel, đã khá là lâu rồi mình không nhắc đến nó, Chanel Aluminum Sport All Extreme. Chai nước hoa nào có thể sử dụng trong các dịp, chai nước hoa nào có thể sử dụng trong mọi độ tuổi, chai nước hoa nào có thể sử dụng 4 mùa quanh năm mà không hề bị gặp một vấn đề trở ngại nào, thì nó là đây, một trong những chai nước hoa hiếm hoi, mình đánh giá rằng hiếm hoi có thể sử dụng trong 4 mùa các dịp, các độ tuổi. Và cái nữa đó là chúng ta cũng dễ dàng nhận được những cái lời khen. Một cái option có thể gọi là rất rất là kinh tế, mặc dù là để sử dụng chai nước hoa này thì cũng giá của nó thì cũng không phải là quá rẻ. Tuy nhiên những cái giá trị mà chúng ta nhận được thì nó lại lớn hơn rất là nhiều. Do vậy đây cũng sẽ là một sự lựa chọn cho các anh em nào năm nay kinh tế không phải là quá là dư giả ấy. Cho nên mình sẽ cố gắng là lựa những cái chai nước hoa nào mà nó có thể đa dụng, sử dụng được trong nhiều option đó, để làm sao các anh em vừa hạn chế được cái mức tốn về mặt kinh tế mà chúng ta sẽ vẫn nhận được những cái lời khen ngợi. Thì đây, Chanel Aluminum Sport All Extreme. Chai nước hoa thứ tư đó là một sản phẩm của nhà Paris Monte Carlo và nó có tên là Santa du Pacific, một mùi hương của gỗ đàn hương và quả cà rốt.
Nếu như mà các anh em đã từng thái, ví dụ chúng ta thái cái quả cà rốt ra và cái vị hơi hăng hăng, thơm thơm một chút của cả cà rốt và nó mix cùng với cái tông mùi của gỗ đàn hương thì chúng ta có thể cảm nhận được mùi hương của chai hoa này là như thế nào. Nếu mà xét về độ mạnh bạo so với Santa Barbara thì chai hoa này nó mềm mại hơn, nó vừa vặn hơn. Đấy là cá nhân mình đánh giá. Thì nếu như anh em nào ưa thích cái tông mùi gỗ giống như kiểu style của Santa Barbara, mà mình nghĩ rằng chai nước hoa này thì mức giá nó sẽ mềm hơn rất là nhiều với sản phẩm của nhà Le Labo, thì đây Santa Du Pacific các anh em cũng có thể tham khảo nếu như chúng ta muốn một cái mùi hương tông gỗ sử dụng trong những ngày lạnh sắp tới. Chai nước hoa thứ 6 đó là một sản phẩm của nhà Azzaro và nó có tên The Most Wanted, hoặc các anh em có thể tham khảo Wanted by Nine, đó là một trong hai sản phẩm mùi hương đều chúng ta có thể sử dụng rất là ổn, mình nghĩ rằng ổn áp sử dụng trong những ngày thu đông. Ở chai nước hoa này thì nó là tông chủ đạo của nó là vani, cho nên là nó, cá nhân mình thì mình nghĩ rằng chai nước hoa này nó hợp với các anh em cái tầm tuổi từ khoảng tầm từ 22, 23 cho đến 30 đó, khoảng từ 22, 23 cho đến 30 thì sử dụng chai nước hoa này rất là đẹp, cũng rất là đa dụng, cũng rất dễ nhận được những cái lời khen, và giá cả thì cũng không phải là quá là chát. Thì đấy lại là một cái phương án mình gợi ý đến cho các anh em nếu như mà chúng ta muốn tiết kiệm về kinh phí, và cái nữa thì mùi hương để sở hữu một cái mùi hương đa dụng thì Azzaro The Most Wanted hoặc là Wanted by Nine, một trong hai chai nước hoa này nói chung là mình thấy đều ngon cả hai, các anh em cũng có thể lựa chọn để sở hữu một chai nước hoa đó. Chai nước hoa thứ 6 đó là một sản phẩm của nhà Jardin & Bonté và nó có tên This Is Him. Đây là một mùi hương có chất lượng niche đến từ một thương hiệu thời trang đó. Một cái mùi hương của gỗ, của nhang, của vani rất là cá tính. Nếu như chúng ta muốn một cái chai nước hoa mà giá thành không quá đắt, một chai nước hoa có mùi hương ít bị đụng hàng, một chai nước hoa mà nó mang những cái âm hưởng của Trung Đông, thì đây, Jardin This Is Him nó sẽ đáp ứng được những cái gạch đầu dòng đấy của các anh em. Thật ra thì các anh em nhìn chai chúng ta cũng thể cảm nhận được cái style mùi hương của chai nước hoa này là như thế nào, rất là đen tối, u tối, một cái gì đấy nó hơi bí ẩn đó. Thì Jardin & Bonté This Is Him sẽ là một cái lựa chọn cho các anh em nào mà chúng ta giống như trầm tính ít nói ấy. Thì đây là một cái lựa chọn mình nghĩ là nó không hề tệ đó. Sản phẩm của nhà Jardin & Bonté This Is Him. Ở vị trí thứ 7 và thứ 8 đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Victor & Robert và nó có tên Spice Bomb Oil Stream và Dirty Trick. Mình nghĩ rằng rất nhiều các anh em đã nghe và biết mùi hương của Victor & Robert Spice Bomb Oil Stream rồi. Tông mùi của thuốc lá rất là đậm đà. Ví dụ những ngày Noel ấy, lạnh buốt, cái tầm lạnh buốt mà các anh em xịt cái tông mùi này thì cũng bao phê, không phải suy nghĩ gì cả, tuyệt vời. Nói chung nhà Victor & Robert này, cái thời kỳ mấy cái trái cái line lựu đạn này thì mình đánh giá vẫn là cao nhất, đó là Spice Bomb và Spice Bomb Oil Stream. Hai chai đấy đều rất đáng để sở hữu đó. Và chai nước hoa thứ hai đó là Dirty Trick, một sản phẩm cũng hơi xa lạ đối với các anh em khi mà nó sử dụng nốt mực, da thuộc và hoa dinh vĩ, một mùi hương cũng rất là độc đáo. Tiếc rằng là nó không được quá nhiều các anh em biết đến. Tuy nhiên nếu như mà các anh em muốn một cái mùi hương độc đáo, ít đụng hàng và khá là thú vị thì Dirty Trick các anh em có thể tham khảo, rất là thú vị, đối với mình nó rất là thú vị. Còn nói chung là đáng để các anh em trải nghiệm đó, bộ đôi sản phẩm của nhà Victor & Robert. Và chai nước hoa cuối cùng mình muốn giới thiệu đến với các anh em đó là sản phẩm của nhà Tiziana Terenzi và nó có tên là Tabit. Tông chủ đạo của chai nước hoa này đó là đào, quả đào ấy, do vậy nó mùi hương này khá là sexy và hiệu năng mùi thì vô cùng là khủng khiếp. Bất kỳ mà anh em nào mà ưa thích cái tông mùi nó theo hướng một cái unisex, sexy đó, một cái gì đấy nó hơi playboy
thì Tiziana Terenzi Tabit sẽ là cái mùi hương mà các anh em có thể tham khảo và sử dụng trong những ngày mùa lạnh này. Nó không thích hợp để sử dụng cho office, nó không quá thích hợp để sử dụng cho những buổi đi học, đi gặp gỡ một cách gọi là lịch sự, thì sản phẩm này không thực sự là quá phù hợp. Tuy nhiên, nếu như chúng ta muốn một cái gì đấy nó playboy trong các bữa tiệc, một cái gì đấy nó như mình đã nói, một cái thiên hướng unisex, thì Tiziana Terenzi Tabit các anh em có thể tham khảo. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với kênh top 9 chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo, bởi vì hiện nay cũng giúp rất nhiều nguồn thông tin để cho chúng ta có thể lựa cho mình một cái sản phẩm sử dụng trong mùa thu đông tới đây. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Còn bây giờ anh em mình chào thân ái, bye bye.